Mến chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Võ Thị Bé, giảng dạy môn vật lý, hiện đang công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tổ chức. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bộ môn vật lý lớp 7 với chủ đề nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Ở chủ đề trước, các em đã học xong chương 1, quan học. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu qua chương 2, âm học. Nội dung chính của chương 2 gồm có các nguồn âm có chung đặc điểm gì, âm trầm, âm bổng khác nhau ở chỗ nào, âm to, âm nhỏ khác nhau ở chỗ nào, âm truyền qua những môi trường nào, chống ô nhiễm tiếng ồn như thế nào. Và để trả lời cho ba câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề 2, nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Ở chủ đề 2 gồm có 3 phần nội dung. Phần 1, nguồn âm. Phần 2, độ cao của âm. Phần 3, độ to của âm. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần thứ nhất, nguồn âm. Nội dung số 1, nhận biết nguồn âm. Trong thực tế hàng ngày, chúng ta thường nghe được những âm thanh phát ra từ các vật như tiếng đàn phát ra từ cây đàn, tiếng cười phát ra từ em bé, tiếng trống phát ra từ cái trống. Tiếng sáo phát ra từ cây sáo. Các em biết không, các vật như cây đàn, em bé, cái trống, cây sáo, vân vân được gọi là nguồn âm. Như vậy, nguồn âm là vật phát ra âm. Vậy, khi phát ra âm, các nguồn âm có chung đặc điểm gì? Chúng ta tìm hiểu sang nội dung số 2. Ở nội dung này, các em hãy quan sát thí nghiệm 1. Dụng cụ thí nghiệm 1 gồm có dây cao su, giá thí nghiệm. Cách tiến hành thí nghiệm như sau. Kéo căng một sợi dây cao su nhỏ, dây đứng yên ở vị trí cân bằng. Dùng ngón tay bật sợi dây cao su. Ở thí nghiệm này, các em hãy quan sát sự chuyển động của sợi dây cao su và lắng nghe. Sau đây, cô mời các em quan sát thí nghiệm. Qua thí nghiệm, các em thấy được sợi dây cao su chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng của nó, gọi là sự dao động của sợi dây cao su. Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu xem bộ phận nào dao động phát ra âm trong ba loại nhạc cụ sau đây. Như vậy, khi đánh trống, mặt trống dao động phát ra âm. Khi gãy đàn, dây đàn dao động phát ra âm.
thổi sáo, cột khí trong ống sáo dao động phát ra âm. Từ đó, chúng ta rút ra được kết luận, khi phát ra âm, các vật đều dao động. Như các em đã biết, các bạn trai thường có giọng trầm, các bạn gái thường có giọng mỏng. Vậy khi nào âm phát ra trầm, khi nào âm phát ra bổng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2, độ cao của âm. Nội dung số 1, dao động nhanh, chậm, tần số. Ở nội dung này, chúng ta cùng quan sát thí nghiệm 2. Thí nghiệm 2 gồm có các dụng cụ. Giá thí nghiệm, hai con lắc A và B có chiều dài khác nhau. Con lắc A dài hơn con lắc B. Cách thực hiện thí nghiệm như sau. Treo hai con lắc vào giá thí nghiệm. Kéo chúng lệch ra khỏi vị trí đứng yên ban đầu, rồi thả cho chúng dao động. Ở đây, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách đếm một dao động. Con lắc ở vị trí đứng yên ban đầu, kéo lệch sang vị trí A, thả tay con lắc sẽ di chuyển sang vị trí B, rồi quay trở về A, khi đó ta đếm là một dao động. Ở thí nghiệm này, các em hãy quan sát xem con lắc nào dao động nhanh hơn, con lắc nào dao động chậm hơn, và các em hãy đếm số dao động của từng con lắc trong 10 giây. Sau đây, các em hãy quan sát thí nghiệm. Sau khi quan sát thí nghiệm, chúng ta có được bảng kết quả như sau. Con lắc A, con lắc dài, dao động chậm, số dao động trong 10 giây là 13 dao động. Con lắc B, con lắc ngắn, dao động nhanh, số dao động trong 10 giây là 18 dao động. Và tiếp theo, chúng ta hãy hoàn thành cột cuối cùng của bảng kết quả thí nghiệm. Đó là các em hãy tính số dao động trong 1 giây của từng con lắc. Cách tính như sau, các em sẽ lấy số dao động trong 10 giây của từng con lắc và các em chia cho 10. Ở đây, con lắc A, các em sẽ lấy 13 chia cho 10, thì chúng ta được, trong 1 giây, con lắc A thực hiện được 1,3 dao động. Tương tự với con lắc B, các em sẽ lấy 18 chia cho 10. Như vậy, trong 1 giây, con lắc B thực hiện được 1,8 dao động. Số dao động trong 1 giây gọi là tần số, đơn vị tần số là Hz, ký hiệu là Hz. Như vậy, con lắc A có tần số là 1,3 Hz và con lắc B có tần số là 1,8 Hz. Từ bảng kết quả thí nghiệm, các em nhận thấy rằng con lắc B dao động nhanh hơn con lắc A và tần số của con lắc B lớn hơn tần số của con lắc A. Từ đó, chúng ta rút ra được kết luận. Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn. Và ngược lại, chúng ta có dao động càng chậm, tần số dao động càng nhỏ. Cô sẽ giới thiệu cho các em nội dung sau. Thông thường, tai người có thể nghe được những âm có tần số trong khoảng từ 20Hz đến 20.000Hz. Và những âm có tần số dưới 20Hz được gọi là hạ âm. Những âm có tần số lớn hơn 20.000Hz gọi là siêu âm. Chó và một số động vật khác có thể nghe được những âm dưới 20Hz hay những âm cao hơn 20.000Hz. Độ cao của âm phụ thuộc như thế nào vào tần số? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung số 2, âm cao, âm bổng, âm thấp, âm trầm. Ở nội dung này, cô và các em hãy quan sát thí nghiệm 3. Dụng cụ thí nghiệm 3 gồm có thước thép đàn hồi và hộp gỗ. Cách thực hiện thí nghiệm 3 như sau.
cố định một đầu của thước thép đàn hồi trên mặt hộp gỗ, lần lượt bật nhẹ đầu tự do của thước cho thước dao động. Trong hai trường hợp, trường hợp 1, phần tự do của thước ngắn, trường hợp 2, phần tự do của thước dài. Ở thí nghiệm này, các em hãy quan sát xem phần tự do của thước nào dao động nhanh hơn, phần tự do của thước nào dao động chậm hơn, và hãy lắng nghe âm phát ra. Sau đây, các em hãy quan sát thí nghiệm phần tự do của thước ngắn. Phần tự do của thước dài. Sau khi quan sát thí nghiệm, chúng ta rút ra được nhận xét như sau. Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh, âm phát ra cao. Phần tự do của thước dài dao động chậm, âm phát ra thấp. Từ hai kết quả thí nghiệm, thí nghiệm 2, ta có mối liên hệ giữa dao động nhanh chậm và tần số lớn nhỏ. Ở thí nghiệm 3, ta có mối liên hệ giữa dao động nhanh chậm và âm phát ra cao thấp. Từ đó chúng ta rút ra được kết luận: dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao. Và ngược lại, chúng ta có dao động càng chậm, tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng thấp. Một vật dao động thường phát ra âm có độ cao nhất định. Vậy, khi nào vật phát ra âm to, khi nào vật phát ra âm nhỏ? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 3, độ to của âm. Nội dung số 1, âm to, âm nhỏ, biên độ dao động. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là biên độ dao động. Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động. Độ to của âm phụ thuộc như thế nào vào biên độ dao động? Chúng ta hãy quan sát thí nghiệm 4. Dụng cụ gồm có thước thép đàn hồi và hộp gỗ. Cách thực hiện thí nghiệm như sau. Cố định một đầu của thước thép đàn hồi trên mặt hộp gỗ. Khi thước thép đứng yên tại vị trí cân bằng, nâng đầu tự do của thước lệch khỏi vị trí cân bằng rồi thả tay cho thước dao động trong hai trường hợp. Trường hợp 1, đầu thước lệch ít. Trường hợp 2, đầu thước lệch nhiều. Lệch ít tương ứng với biên độ dao động nhỏ, lệch nhiều tương ứng với biên độ dao động lớn. Ở thí nghiệm này, các em hãy quan sát xem trường hợp nào đầu thước dao động mạnh, trường hợp nào đầu thước dao động yếu, và hãy lắng nghe âm phát ra. Qua thí nghiệm, ta có được kết quả như sau. Nâng đầu thước lệch ít, biên độ dao động nhỏ, đầu thước dao động yếu, âm phát ra nhỏ. Nâng đầu thước lệch nhiều, biên độ dao động lớn, đầu thước dao động mạnh, âm phát ra to. Từ đó chúng ta rút ra được nhận xét: đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều, biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to. Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng ít, biên độ dao động càng nhỏ, âm phát ra càng nhỏ. Như vậy, chúng ta rút ra được kết luận: âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn, âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động của nguồn âm càng nhỏ. Độ to của âm được đo bằng đơn vị nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung số 2, độ to của một số âm. Độ to của âm được đo bằng đơn vị decibel.
ký hiệu là DB. Người ta có thể dùng máy để đo độ to của âm. Ví dụ, tiếng nói thì thầm có độ to là 20 dB, tiếng nhạc to có độ to là 60 dB, tiếng sét có độ to là 120 dB. Và các em chú ý, những âm có độ to từ 130 dB trở lên sẽ làm đau nhức tai và được gọi là ngưỡng đau. Ví dụ, tiếng động cơ phản lực cách 4 mét. Các em biết rằng, con người nói được là nhờ sự rung động của dây thanh quản. Dây thanh quản rung động càng mạnh thì tiếng nói càng to. Chính vì vậy, nếu nói to trong thời gian dài có thể khiến dây thanh quản bị tổn thương, đau, rát. Đó là nguyên nhân gây ra một số bệnh như tàn tiếng, viêm thanh quản và một số bệnh nghiêm trọng khác. Khi âm thanh quá to, ta sẽ thấy có cảm giác đau ở trong tai. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể gây ảnh hưởng làm suy giảm thính giác tạm thời hoặc vĩnh viễn. Khi đó, ta phải tìm cách tránh hoặc giảm tiếp xúc, giảm độ to của nguồn âm đó đến tai. Một số nhân viên hàng không, khi làm việc gần các máy bay có tiếng động cơ rất lớn, họ phải đeo các dụng cụ bảo vệ tai. Chúng ta sẽ tìm hiểu về máy trợ thính. Máy trợ thính là dụng cụ làm tăng cường độ âm, do đó cũng làm tăng độ to của âm, giúp cho người có tai nghe kém. Máy gồm một bộ phận thu nhận âm kết hợp với bộ phận tăng âm. Âm được tăng độ to lên nhiều lần rồi truyền theo ống dẫn vào bộ phận nghe đặt bên trong tai. Bây giờ, cô trò chúng ta hãy cùng nhau hệ thống lại kiến thức của chủ đề ngày hôm nay nhé. Chủ đề 2. Nguồn âm, độ cao và độ to của âm. 3 phần. Phần thứ nhất, nguồn âm. Phần thứ hai, độ cao của âm. Phần thứ ba, độ to của âm. Nguồn âm. Nhận biết nguồn âm, vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Các nguồn âm có chung đặc điểm là khi phát ra âm, các vật đều dao động. Độ cao của âm, vật dao động nhanh, tần số lớn, âm phát ra cao. Vật dao động chậm, tần số nhỏ, âm phát ra thấp. Độ to của âm, vật dao động mạnh, biên độ dao động lớn, âm phát ra to. Vật dao động yếu, biên độ dao động nhỏ, âm phát ra nhỏ. Tự học ở nhà. Các em hãy xem lại nội dung bài học, làm các bài tập ở phần vận dụng sách giáo khoa trang 29, 33, 36. Làm bài tập 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3. 12.1, 12.2, 12.3 trong sách bài tập. Đọc và tìm hiểu nội dung. Chủ đề 3. Sự truyền âm, tiếng vang. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của chủ đề 2, nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Cô kính chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tập tốt. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại.